Ngày hôm nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã tổ chức trao tặng 37.000 máy tính bảng kèm SIM 4G Viettel miễn phí 3 tháng data cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo thuộc 8 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là số lượng máy tính lớn nhất do một tổ chức tài trợ hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tính đến thời điểm này, số tiền mua máy từ kinh phí của Tập đoàn Viettel và gần 40.000 cán bộ nhân viên ủng hộ. Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh, Hải Phòng là 8 địa phương nhận món quà ý nghĩa này. Toàn bộ 37.000 máy tính bảng Viettel trao tặng trong chương trình là của Samsung, thương hiệu uy tín trên thế giới. Các chính sách bảo hành, sửa chữa theo tiêu chuẩn của Samsung áp dụng tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, Viettel miễn 100% phí truy cập và sử dụng nền tảng giáo dục trực tuyến Viettel Study cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Hiện nền tảng này đã có hơn 7 triệu tài khoản với gần 600.000 học liệu. Tập đoàn cũng tài trợ hệ thống quản lý nhà trường SMAS cho các trường học trên cả nước, trị giá tính đến thời điểm hiện tại là 127 tỷ đồng. Nằm trong các chương trình trách nhiệm xã hội dành cho giáo dục, Viettel trao hơn 20.000 suất học bổng của chương trình Vì em hiếu học với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng cho năm học 2021-2022. Sau 7 năm triển khai, từ năm 2014 đến năm 2020, chương trình đã trao hơn 170.000 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.